Xin chào anh em, như đã hứa với anh em thì hôm nay mình sẽ test cái tốc độ wifi, nhận wifi của con V-Smart Joy 3. Xin lỗi anh em là hôm nay mình edit cái video này ở cái chỗ nó hơi ồn chút xíu, thì nó không phải tại nhà riêng, nhưng mà mong anh em thông cảm cho nha. Thì ở cái phần test đầu tiên á, mình sẽ test bằng cách là mình không có che tay ở phần phía trên của máy, tức là phần đặt các cái module thu sóng của wifi. Và các bạn có thể thấy là cái cột sóng wifi mình đang full ở mức là 4 cọc, tốc độ download là 23.3 nha. Và bây giờ thì mình đang test thử tốc độ upload. Tốc độ upload thì cũng khá là cao, là 12.5. Và bây giờ thì mình sẽ thử bằng cách là mình che 1/3 cái phần phía trên của máy gần cụm camera, tức là nơi đặt các cái module để thu sóng wifi, xem là cái tốc độ nó có bị giảm đi đáng kể hay không. Thì ngay lập tức khi mà mình vừa mới che khoảng 2 giây sau thì cái cột sóng wifi nó đã tụt rất là lẹ này. Còn 2 cọc, còn 1 cọc. Đó. Và các bạn có thể thấy là cái tốc độ download nó đang giảm rất là đáng kể nha. Đó, lúc nãy là 23.3 thì bây giờ nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Rồi, tốc độ download của nó chỉ đạt có 10.1 Mbps mà thôi. Và tốc độ upload của nó thì theo mình nghĩ là nó cũng chỉ rơi vào đâu đó khoảng từ 4 cho tới 5 Mbps mà thôi. Và qua đây thì mình xin khẳng định với anh em là con này nó đang có vấn đề về cái wifi nha. Mình không biết là nó xuất phát từ phần cứng hay là phần mềm, và mình hy vọng đó là phần mềm để mà V-Smart có thể khắc phục được cái tình trạng này qua một vài bản vá lỗi của VOS. Đó, khi mà mình cầm ở cái tư thế mà chơi game như vậy này, tức là che cái phần bên trên gần cụm camera, thì là nó sẽ bị giảm cái cột sóng này xuống khá là đáng kể nha. Mặc dù là mình đang ngồi khá là gần cái modem wifi của mình, chỉ cách khoảng tầm 3m thôi, 3m ở phía sau lưng mình, không có quá xa. Và một số anh em thì có nhờ mình test thử cái tựa game Liên Quân Mobile, thì bây giờ mình cũng sẽ vào Liên Quân Mobile để mình test thử cho anh em xem. Tất nhiên là con này khi mà chơi Liên Quân Mobile nó chỉ đạt tối đa là 30fps mà thôi nha. Nó sẽ không thể nào mở ở cấu hình cao được, do là cái cấu hình máy nó không có đáp ứng được cái tựa game này. Các bạn có thể thấy là khi mình mở cấu hình cao thì đã cảnh báo này là thiết bị này không đáp ứng được nha. Bây giờ thì mình sẽ thử vào một trận để mình chơi xem là nó có đúng thực tế là nó lắc do mạng hay không nha anh em. Tốc độ load thì nó khá là nhanh, tuy nhiên không biết là vào bên trong thì liệu nó còn có giữ được cái phong độ này nữa không. Thì như anh em có thể thấy là cái cột sóng wifi khi mà mình cầm ở phía bên trên của máy nó đang giảm xuống còn có 3 cọc thôi nha, không được full 4 cọc sóng nữa, và mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình chơi game đó. Rồi, bây giờ thì mình đã vào trận rồi. Và một số bước di chuyển đầu tiên thì mình có cảm giác là cái máy này nó đang hiện là khá là lắc nha. Và cái ping của nó đang nhảy liên tục chứ nó không có ổn định được. Mặc dù là mình ngồi khá gần cục wifi nhưng mà nó nhảy từ 30, 22, rồi 75, rồi 85, rồi 105. Nó nhảy liên tục ping nha. Đó, các bạn có thể thấy cái ping thì nó nhảy liên tục này. Và cái cột sóng của nó thì đang không được full cột wifi. Đó. Khi mà xuất hiện skill của con Arthur thì các bạn có thể thấy là cái ping nó lại nhảy tiếp. Mặc dù là FPS thì nó vẫn đang cố định là 30. Tuy nhiên cảm giác di chuyển nó khá là khó chịu tại vì là nó hơi bị lắc. Đây là còn là mình còn chưa tải hết các cái bộ skill của nó về nha.
các cái bộ skin mới của cái giao diện mới. Cái này là mình chưa tải về cái game này, mình vừa mới tải thôi. Và mình cũng đã tắt cái chế độ tải đi rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lao thử combat nha. Rồi các bạn có thể thấy nha, rất là lắc luôn. Rất là lắc. Cái này nếu mà chơi mà combat mà nhiều skin hơn á, nhiều chiêu hơn á thì chắc chắn là các bạn sẽ là chết chắc luôn á. Tại vì là lúc đó thì khi mà nó có quá nhiều hiệu ứng đi á thì là cái FPS của nó và cái ping của nó sẽ còn đòi hỏi còn cao hơn nữa và là nó sẽ lắc hơn nữa nha anh em. Và như vậy là qua video clip này thì mình khẳng định với anh em là con V Smart Joy 3 đang có một chút vấn đề liên quan tới cái wifi của nó. Và nó cho mình cái trải nghiệm khi mà chơi các cái tựa game mà mình bắt buộc mình phải cầm máy ngang qua như vậy thì nó sẽ không có được ok. Tại vì khi đó mình đã che mất cái phần mà module thu sóng wifi của nó và cái vấn đề là cái cột sóng wifi nó không có ổn định và tốc độ của nó cũng sẽ chậm lại, dẫn đến việc mà nó sẽ bị lắc hoặc là bị giật hoặc là bị nhảy ping cao khi mà mình chơi game nha. Và đây sẽ là câu trả lời cho anh em mà có hỏi mình là cái vấn đề là cái máy Joy 3 thì nó có bị lỗi gì hay không. Tất nhiên thì đây vẫn là một con máy rất là đẹp và nó vẫn rất là phù hợp với đại đa số người dùng mà người ta có nhu cầu sử dụng cơ bản, nghe gọi, lướt web, lên mạng, đọc báo, xem phim. Tuy nhiên thì hiện tại nó còn chưa có ok cho vấn đề chơi game. Và mình hy vọng là trong tương lai gần thì bên Vsmart cũng như các kỹ sư thiết kế lên VOS sẽ có một cái động thái gì đó để mà có những cái bản phá lỗi phần mềm để mà đem lại cái hiệu năng tốt nhất cho cái sản phẩm này. Và cái video của mình xin đến đây là kết thúc. Và nếu anh cảm thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Và rất xin lỗi anh em vì hôm nay mình edit video ở cái chỗ nó hơi ồn như vậy. Mong anh em thông cảm nhé.